Xin chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trên kênh YouTube Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin chi tiết. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ. Theo hãng tin Reuters, có 220 nghị sĩ đảng Cộng Hòa tại Hạ viện ủng hộ Hạ nghị sĩ Mai Dông Sơn trong cuộc bỏ phiếu chiều ngày 25 tháng 10 theo giờ Mỹ, trong khi không có nghị sĩ đảng Dân Chủ nào tán thành. Trong khi đó, ứng cử viên đảng Dân Chủ là Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Hakeem Jeffries chỉ giành được 209 phiếu. Chiến thắng của Hạ nghị sĩ Mai Dông Sơn đã chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài 22 ngày qua sau khi ông Kevin McCarthy ngày 3 tháng 10 bất ngờ bị phế truất khỏi chức Chủ tịch Hạ viện, sự kiện lần đầu tiên trong 234 năm lịch sử của Mỹ. Tân Chủ tịch Hạ viện Mỹ sẽ phải đối mặt với hàng loạt vấn đề cấp bách. Phát biểu trước các nhà lập pháp, ông Dông Sơn cho biết, hành động đầu tiên của ông khi lãnh đạo Hạ viện là đưa ra một nghị quyết hỗ trợ Israel trong cuộc xung đột với các tay súng Hamas. Ông Johnson nói, dự luật đầu tiên mà tôi sắp đưa ra trong thời gian ngắn sẽ nhằm ủng hộ Israel và giờ đã quá hạn để hoàn thành. Ông cũng cảnh báo, đồng minh lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông đang bị tấn công. Ông Johnson cho biết, ông sẽ thúc đẩy dự luật ngân sách để đảm bảo chính phủ Mỹ không đóng cửa sau hạn chót ngày 17 tháng 11. Tân Chủ tịch Hạ viện Mỹ cũng cho biết sẽ ưu tiên an ninh biên giới và thành lập một ủy ban lưỡng đảng để xem xét các giải quyết khoản nợ công 33.000 tỷ USD. Ngoài ra, ông phải đáp ứng yêu cầu chi 106 tỷ USD của Tổng thống Mỹ Joe Biden để viện trợ cho Israel, Ukraine và an ninh biên giới Mỹ. Ông Johnson từng vấp phải sự công kích từ những người ủng hộ Ukraine ở cả hai đảng vì là người chỉ trích việc gửi tiền của Mỹ cho Kiev. Ông Johnson nói vào tháng 5 năm 2022, chúng ta không nên gửi thêm 40 tỷ USD ra nước ngoài khi biên giới của chúng ta đang hỗn loạn. Các bà mẹ Mỹ đang chật vật tìm sữa bột cho con, giá xăng đang ở mức cao kỷ lục và các gia đình Mỹ đang phải vật lộn để kiếm sống mà không có sự giám sát đầy đủ về nơi mà số tiền viện trợ được gửi đến. Với tư cách Chủ tịch Hạ viện, ông Johnson giờ đây phải đối mặt với những thách thức tương tự đã khiến người tiền nhiệm McCarthy bị phế truất. Thực tế là với thế, đa số đảng Dân Chủ tại Thượng viện và ông Biden nắm giữ Nhà Trắng, hiện tại không có luật nào có thể được thông qua ở Washington mà không có sự ủng hộ của lưỡng đảng. Ông Mike Johnson, 51 tuổi, là thành viên của Hạ viện Mỹ từ năm 2016 và là ứng cử viên thứ tư do đảng Cộng hòa đề cử. Ba người trước đã rút lui sau khi nhiều nghị sĩ Cộng hòa tuyên bố sẽ không bỏ phiếu cho họ tại Hạ viện. Ông từng là một trong 100 hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa ký tên ủng hộ một vụ kiện của bang Texas nhằm đảo ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 ở các bang Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin năm 2020, ủng hộ lập trường của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong cuộc chạy đua giành chức Chủ tịch Hạ viện lần này, ông Johnson được ông Trump nhiệt tình ủng hộ. Việc Hạ viện Mỹ tìm được tân Chủ tịch đã khiến nhiều lo lắng trước đó, như nguy cơ chính phủ Mỹ lặp lại kịch bản đóng cửa, hay những gói viện trợ của Ukraine và sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Israel sẽ rơi vào bế tắc đã bị loại bỏ một phần nào đó. Trước đó một ngày, việc tìm Chủ tịch Hạ viện vẫn khiến cả chính trường Mỹ đau đầu khi ứng viên Tom Emmer đã rút khỏi cuộc đua chỉ chớp nhoáng trước khi Hạ viện Mỹ vào phiên bỏ phiếu. Việc này đã từng khiến cuộc đua chiếc ghế Chủ tịch Hạ viện Mỹ trở nên rối bời. Chiếc ghế Chủ tịch Hạ viện Mỹ vẫn đang bỏ trống và chưa tìm được ứng cử viên sáng giá sau khi phó lãnh đạo phe đa số Hạ viện Mỹ Tom Emmer rút khỏi cuộc đua. Ông Emmer giành được đa số phiếu trong hội nghị đảng Cộng hòa vào sáng ngày 24 tháng 10 giờ địa phương sau 5 vòng bỏ phiếu, đối đầu với 6 ứng viên tiềm tàng khác. Tuy nhiên, ông đã rút khỏi cuộc đua chỉ vài giờ sau khi được đề cử. Giới quan sát khẳng định đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy đảng Cộng hòa vẫn chưa tiến gần hơn đến việc bầu ra chủ tịch mới 3 tuần sau khi ông Kevin McCarthy bị phế truất. Việc ông Emmer đột ngột rút lui khiến đảng Cộng hòa lại phải loay hoay đi tìm kiếm ứng viên mới. Hiện còn 5 ứng viên trong cuộc đua bao gồm các nghị sĩ Byron Donald, bang Florida, Chuck Flayman, bang Tennessee, Mark Green, bang Tennessee, Mike Johnson, bang Louisiana và Roger Williams, bang Texas. Quyết định của ông Emmer bị xem là thất bại mới nhất của đảng Cộng hòa trong nỗ lực tìm kiếm người thay thế ông McCarthy. Phe Cộng hòa đang bị chia rẽ sâu sắc đến mức giới chuyên gia ngày càng không chắc chắn về việc liệu có bất kỳ thành viên nào có thể giành được 217 phiếu cần thiết để trở thành Chủ tịch Hạ viện hay không.
ông Emmer đến giờ đã trở thành đảng viên Cộng hòa thứ ba rút khỏi cuộc đua sau khi được đề cử vì không thể giành đủ số phiếu cần thiết để giành chiến thắng. Sau khi được đề cử trong cuộc bầu cử bỏ phiếu kín hôm 24 tháng 10, ông Emmer nhanh chóng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các đảng viên Cộng hòa cánh hữu và cựu Tổng thống Donald Trump. Mô tả ông Emmer là Gino theo chủ nghĩa toàn cầu hóa. Cựu Tổng thống Trump nhấn mạnh bỏ phiếu cho ông Emmer sẽ là một sai lầm bi thảm. Gino là cụm từ viết tắt cho chỉ là đảng viên Cộng hòa trên danh nghĩa. Trong khi Hạ viện Mỹ đang rối loạn và một số ứng cử viên đang tìm kiếm sự ủng hộ, thì cựu Tổng thống Donald Trump cho đến nay vẫn tuyên bố đứng ngoài cuộc đua tranh cử vị trí lãnh đạo Hạ viện Mỹ. Theo đài CBS News, cách đây ít ngày, ông Trump ủng hộ Hạ nghị sĩ Jim Jordan. Thời điểm đó, ông Trump gọi Hạ nghị sĩ Jim Jordan là ngôi sao sáng và sẽ là một chủ tịch Hạ viện Mỹ tuyệt vời. Thế nhưng sau 3 vòng bỏ phiếu thất bại tại Hạ viện, ông Jordan bị Đảng Cộng hòa rút lại đề cử hôm 20 tháng 10. Ông Jordan cho biết ông sẽ ủng hộ Patrick McHenry, người hiện là quyền chủ tịch, tiếp tục giữ chức vụ tạm thời này cho đến tháng 1. Trước đó, ông Jordan đã 2 lần không giành được 217 phiếu bầu cần thiết để đắc cử chức chủ tịch Hạ viện. Ông vấp phải sự phản đối của các đảng viên Đảng Dân Chủ và hơn 20 đảng viên Đảng Cộng hòa. Ông Jordan từ chối mọi yêu cầu bình luận khi bước vào cuộc họp kín với các thành viên Đảng Cộng hòa khác hôm 19 tháng 10. Ông Jim Jordan trở thành ứng cử viên hàng đầu cho ghế chủ tịch Hạ viện Mỹ kể từ khi ông Steve Kiley, lãnh đạo phe đa số Hạ viện, tuyên bố bỏ cuộc vào tuần trước đó, cũng không giành đủ số phiếu tối thiểu 217. Ông Trump nói với các phóng viên, "Tôi đã nói chuyện với hầu hết ứng viên và họ là những người tuyệt vời." Ông Trump cho biết, nhiều đảng viên Đảng Cộng hòa liên hệ và đề nghị ông ủng hộ. Tuy nhiên, cựu Tổng thống nói rằng ông đang cố gắng tránh xa cuộc đua đầy biến động này. Nói đùa với phóng viên, ông Trump cho rằng chỉ có một ứng viên có thể giành được đủ sự ủng hộ hoàn toàn. Ông Trump nói tại cuộc vận động tranh cử Tổng thống ở bang New Hampshire ngày 23 tháng 10, "Chỉ có một người có thể làm được điều đó. Mọi người biết đó là ai không? Đức Chúa Giê-xu." Chính trường vẫn đang dậy sóng bởi ông McCarthy bị bãi nhiệm chức chủ tịch Hạ viện sau cuộc bỏ phiếu ngày 3 tháng 1 trong bối cảnh cuộc đấu đá nội bộ của Đảng Cộng hòa. Nỗ lực phế truất do Hạ nghị sĩ Matt Gaetz, thành viên Đảng Cộng hòa cực hữu tại Florida, dẫn đầu. Nghị sĩ này cáo buộc chủ tịch Hạ viện McCarthy đã không làm hết trách nhiệm trong việc cắt giảm chi tiêu liên bang. Hiện chưa rõ ai sẽ kế nhiệm ông McCarthy. Ông McCarthy đã nhiều lần chọc giận các thành viên Đảng Dân Chủ trong những tuần gần đây, bao gồm việc phát động một cuộc điều tra luận tội đối với Tổng thống Joe Biden. Đến nay, việc liên tiếp các ứng viên rút lui khiến không ít người lại đề cử nhân vật nổi tiếng nhất nhì chính trị nước Mỹ vào chiếc ghế nóng, cựu Tổng thống Donald Trump. Song, dù có muốn, ông Trump cũng không thể trở thành chủ tịch Hạ viện Mỹ. Nguyên do, theo Bloomberg, là bởi Đảng Cộng hòa có quy định riêng cấm bất kỳ ai đang bị cáo buộc các tội nghiêm trọng, có mức phạt từ 2 năm tù trở lên, đảm nhận bất cứ vai trò lãnh đạo nào tại Hạ viện. Thực tế, ông Trump đang bị truy tố với 4 cáo trạng trọng tội, bao gồm 91 tội danh khác nhau. Bản thân ông Trump cũng đã bày tỏ sự không hứng thú với vị trí này. Ông nói hôm 4 tháng 10, "Rất nhiều người đã gọi cho tôi về vị trí chủ tịch Hạ viện, nhưng Đảng Cộng hòa có rất nhiều cá nhân tuyệt vời có thể làm tốt vai trò này." Ông Trump cho biết bản thân đang tập trung vào cuộc đua trở lại Nhà Trắng. Hiện tại, vị cựu Tổng thống sinh năm 1946 đang là ứng viên sáng giá nhất của Đảng Cộng hòa tranh cử chức Tổng thống Mỹ vào năm 2024. Trước đó, ông Troy Nay, nghị sĩ Cộng hòa đại diện bang Texas, thông báo sẽ đề cử cựu Tổng thống Trump làm chủ tịch Hạ viện. Các nghị sĩ khác như Marjorie Taylor Greene hay Gretchen Steele cũng ủng hộ điều này. "Ứng viên duy nhất cho vị trí chủ tịch Hạ viện mà tôi ủng hộ là ông Trump," nữ nghị sĩ Greene viết trên mạng xã hội X, tên gọi mới của Twitter. "Chúng ta có thể bầu ông ấy làm chủ tịch Hạ viện và sau đó bầu ông ấy làm tổng thống." Thông tin cập nhật vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho kênh YouTube Báo Người Lao Động. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.